thanh lọc thị trường không những từ các đối tượng tham gia thị trường mà đến cả các lãnh đạo quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh cũng bị kỷ luật hay là bị khởi tố và bị tống giam rất là nhiều. Thì điều này sẽ góp phần cho thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ trở nên trong sạch hơn và phát triển một cách lành mạnh hơn rất nhiều. Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay thì Agentfin Việt Nam hân hạnh được mang đến cho quý vị anh chị cái tập tiếp theo của series quản lý gia sản cho người Việt với chủ đề hôm nay sẽ là đầu tư chứng khoán ở Việt Nam liệu có phải một cách đánh bạc. Xin chào anh Phục. Ở kỳ trước thì chúng ta đã nói về chủ đề là đầu tư bao nhiêu tài sản cho kênh chứng khoán. Đó. Trong đó thì có một nội dung rất quan trọng, đó là chúng ta nhắc tới cái rủi ro của kênh đầu tư này. Ở trên thị trường nhiều năm thì chắc chắn chúng ta đã từng nghe rất nhiều những cái luồng thông tin, đó là đầu tư chứng khoán ở Việt Nam ấy, thì cũng có cái sự rủi ro không khác gì là đánh bạc. Vậy thì quan điểm của anh về điều này như thế nào? Vâng, về cơ bản là cái câu chuyện đầu tư vào thị trường chứng khoán là chắc chắn là có rủi ro, và rủi ro là cao hơn những cái kênh như là kênh gửi tiết kiệm hay là kênh đầu tư vào trái phiếu. Tuy nhiên, nếu coi là đầu tư cổ phiếu chứng khoán ở đây là như đánh bạc thì hoàn toàn là chưa hợp lý. Tuy nhiên thì tôi cũng rất là đồng cảm với những nhà đầu tư có những nhận định đó. Và thực tế hiện nay thì có tới khoảng trên 90% những nhà đầu tư suy nghĩ rằng đầu tư chứng khoán chính là đánh bạc. Thì nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng chủ yếu là cái việc người ta tham gia cái thị trường chứng khoán ấy với một cái tâm thế gọi là chơi chứng khoán, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng là các nhà đầu tư trên thị trường thường trao đổi với nhau là hôm nay chơi con gì mua con gì, chứ cũng không thấy người ta nói là đầu tư lâu dài hay đầu tư như thế nào. Ngoài ra thì đa phần các nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đều thua lỗ. Và theo một nghiên cứu chính tôi làm tại một công ty chứng khoán top 5 vào năm 2017 thì có tới khoảng hơn 90% nhà đầu tư thường lỗ sau năm đầu tiên. Và trung bình một nhà đầu tư tham gia thị trường đến lúc rút khỏi thị trường là 1,7 năm. Thế do đó, kênh này thực sự nếu nhìn vào kết quả của các nhà đầu tư thì đúng là như đánh bạc, thậm chí còn rủi ro hơn đánh bạc. Vâng, đó là những cái thực trạng mà có lẽ là rất nhiều những chuyên gia cũng như là các nhà đầu tư chúng ta đều đã nhắc đến, đều đã biết đến rồi. Tuy nhiên thì đâu đó có lẽ chúng ta sẽ cần những cái giải pháp cụ thể hơn. Thì góc nhìn của anh Phục về việc này như thế nào? Vâng, cái việc là coi thị trường chứng khoán như là một kênh đánh bạc thì thực sự là rất đáng buồn, và nó không phát huy được đúng cái vai trò hiệu quả của nó. Đó là một kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp, bên cạnh đó đồng thời cũng là một kênh đầu tư sinh lời tốt cho các nhà đầu tư. Vậy thì để việc nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán bớt đi những cái rủi ro và không coi là đánh bạc nữa thì theo tôi có những cái giải pháp như sau. Thứ nhất, đó là các cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm mạnh và quyết liệt hơn để thị trường chứng khoán trở nên trong sạch hơn. Thứ hai, nhà đầu tư cần phải tiếp cận thị trường chứng khoán dưới góc độ nhà đầu tư, chứ không phải là chơi cổ phiếu mà là đầu tư cổ phiếu. Thì từ đó họ sẽ nghiêm túc hơn với vấn đề đầu tư và trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm của mình để có thể hiệu quả hơn. Và tiếp theo, đó là nhà đầu tư nếu mà không tự trang bị được cho mình đầy đủ những cái kiến thức đó thì nên nhờ các cố vấn hoặc ủy thác cho các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, thì để từ đó họ vận hành cho nhà đầu tư có được một kết quả ổn định hơn mà không tốn nhiều thời gian. Vâng, cái phần mà anh Phục chia sẻ thì có lẽ đâu đó giúp chúng ta hiểu hơn về câu chuyện là các nhà đầu tư vẫn hay nói với nhau về việc là cái tuổi thọ bình quân của một nhà đầu tư ở trên thị trường đâu đó lên quanh khoảng 2 năm. Và trong một nghiên cứu của anh thì 1,7 năm thì nó còn chưa tới 2 năm. Đó. Thì ở trong phần nội dung đó thì chúng ta có thể thấy được là đâu đó cái cách tiếp cận hay là cái tâm thế của nhà đầu tư khi mà đến với cái kênh đầu tư này vẫn có lẽ cái sự rủi ro nó đến từ ngay từ cái cách tiếp cận, là chúng ta quá là thiếu nền tảng, thiếu kiến thức mà coi đây là một kênh để kiếm tiền nhanh thì có lẽ nó sẽ rất là khó. Nên là ở trong
trong nghề thì anh em vẫn hay nói với nhau là suy cho cùng thì người chiến thắng là người ở vẫn còn lại trên thị trường, thì cứ ở lâu là thắng, thì có lẽ nó sẽ là như vậy. Đúng vậy. Thì tuy nhiên thì có lẽ là ở trên cái góc độ mà khi chúng ta đưa ra một cái quan điểm về việc là thị trường là có sự rủi ro đấy, thì có lẽ nó sẽ không chỉ đến từ cái rủi ro đến từ nhà đầu tư thôi. Thì ở đây chúng ta nhấn mạnh một chút, đó là thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó, bối cảnh ở Việt Nam thì nếu mà theo đúng như là cái chức năng của thị trường chứng khoán thì nó sẽ là một cái nơi mà huy động vốn cho nền kinh tế nói chung hoặc là các doanh nghiệp nói riêng khi mà cần có những cuộc gọi vốn. Thì có lẽ là anh Phục chia sẻ một chút xem là so với các cái thị trường phát triển trên thế giới thì thị trường ở Việt Nam chúng ta so với các thị trường đó nó có những cái điều gì khiến cho, ngoài việc là cái tâm thế ở nhà đầu tư ra, thì nó có những cái điều gì khiến cho nó trở nên rủi ro hơn với các nhà đầu tư? Vâng, ngoài cái việc là tâm thế của các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán là với cơ bản là tâm thế đánh nhanh, thắng nhanh, chơi chứng khoán, thì còn rất nhiều các yếu tố khiến cho thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta trở nên có thể đánh giá là rủi ro hơn khá nhiều so với các cái thị trường chứng khoán các nước phát triển. Thứ nhất, đó là liên quan đến các cái cơ chế pháp luật bảo vệ các nhà đầu tư. Tuy rằng các cái khung pháp lý đã có sẵn rất nhiều, nhưng mà những năm qua khi thị trường chứng khoán mới phát triển thì thực sự nó vẫn chưa được nghiêm ngặt cho lắm. Do đó là vẫn còn khá nhiều các đội lái lùa gà, rồi là úp bô nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì lại có rất nhiều các cái doanh nghiệp lợi dụng các cái kẽ hở đó để họ có thể phát hành giấy, từ đó gọi là lừa các nhà đầu tư. Bởi vậy cho nên nó cũng rất rủi ro. Ngoài ra thì còn cũng khá nhiều các yếu tố khác cũng rủi ro. Ở đây tôi lấy ví dụ, đó chính là về cơ bản là các cái mạng xã hội ở Việt Nam phát triển một cách rất nhanh chóng, thì nó có mặt lợi là phổ biến các cái kiến thức về đầu tư cổ phiếu chứng khoán rất tốt cho nhà đầu tư, đúng không ạ? Đó, và nhà đầu tư bây giờ chỉ cần lên YouTube hay lên Facebook hay lên Zalo hay lên TikTok, search một cái là ra hàng ngàn kết quả, thậm chí hàng trăm ngàn kết quả về đầu tư cổ phiếu, đúng không ạ? Thì cái kênh này phổ biến kiến thức rất tốt. Đúng, cũng là ra hai lưỡi đấy. Vâng, đúng rồi, đó chính là cái mặt trái của nó. Thì khi mà chủ yếu những cái người chia sẻ trên đấy lại là các bạn môi giới, thậm chí có những bạn môi giới vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường, đầu tư mới được có vài tháng, thế mà các bạn ấy đã lên chia sẻ rồi tư vấn cho những người gọi là tỷ phú, những người có hàng trăm tỷ trong tay, và các bạn ấy nhận định thị trường thì như kiểu là các bạn ấy là chuyên gia chuyên nghiệp trong ngành này. Và còn khá nhiều các cái yếu tố khác khiến cho thị trường nhìn chung của chúng ta là có rủi ro hơn so với các cái nước phát triển. Vậy thì về cơ bản trong những cái yếu tố này thì chúng ta sẽ nhìn nhận nó là tương đối là tổng thể, bởi vì nó cũng sẽ cần có một cái thời gian để thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, trong đó có nhà đầu tư, có xét về mặt điều hành của thị trường có thể trở nên tốt hơn, hay là kiểu các bản thân các doanh nghiệp cũng như vậy. Thì ở trên góc độ quản lý nhà nước thì thời gian gần đây, trong thời gian cách đây khoảng vài tháng cũng như là xa hơn nữa, cuối năm 2022 chẳng hạn, chúng ta cũng đã thấy là có rất nhiều động thái quyết liệt của các cơ quan ban ngành trong cái việc là làm trong sạch cái thị trường và nâng cao cái sự hấp dẫn thị trường chứng khoán. Ở đâu đó thì anh em trong ngành vẫn hay nói là chuẩn bị cho một cái sự nâng hạng gì đấy. Cái điều đó thì nó vẫn còn ở trong một cái bức màn. Tuy nhiên thì dưới góc độ của anh thì anh đánh giá là những cái việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước trong cái thời gian gần đây thì cái nó đã có tác động như thế nào trong cái góc độ là giúp giảm thiểu cái rủi ro hay là làm cho thị trường trở nên hấp dẫn hơn hay chưa? Thực sự trong cái công cuộc gọi là người ta gọi tắt là đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến với toàn bộ Đảng cũng như là nhà nước rồi các cơ quan ban ngành vân vân, để từ đó làm trong sạch hơn cái nền kinh tế của chúng ta nói chung, thì trong đó thị trường chứng khoán hay là các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng được quan tâm về cái câu chuyện đó. Và như anh Nam có chia sẻ thì cuối năm 2022 rồi đến năm 2023 thì các cơ quan chức năng đã bắt giữ rất là nhiều các cái đối tượng mà có hành vi thao túng làm giá cổ phiếu. Ví dụ như ông Trịnh Văn Quyết và các nhóm đồng phạm liên quan. Thì
chúng ta thấy như này. Ví dụ ông Quyết, ông ấy nâng khống vốn của công ty Farod lên từ có vài tỷ lên đến hàng 4-5 ngàn tỷ, và từ đó bán vào đầu các nhà đầu tư, gây thiệt hại rất lớn. Thì qua các cái hành động của các cơ quan quản lý gần đây, phải nói là rất quyết liệt, và quyết liệt nhất từ xưa đến nay, thanh lọc thị trường không những từ các đối tượng tham gia thị trường, mà đến cả các lãnh đạo quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh cũng bị kỷ luật hay là bị khởi tố và bị tống giam rất là nhiều. Thì điều này sẽ góp phần cho thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ trở nên trong sạch hơn và phát triển một cách lành mạnh hơn rất nhiều. Từ đó giúp cho cái rủi ro của thị trường chứng khoán sẽ giảm bớt trong tương lai. Chính vì thế tôi cũng nghĩ rằng cái quan điểm đánh giá là thị trường chứng khoán như chơi bạc của chúng ta cũng sẽ dần dần giảm bớt đi, nhờ vào cái việc cơ quan quản lý họ làm trong sạch thị trường như thời gian vừa qua. Và rất hy vọng trong thời gian tới thì ở trên thị trường chứng khoán sẽ không còn hoặc là còn rất là ít các cái doanh nghiệp lùa gà hay là các đội lái sẵn sàng úp bô vào đầu nhà đầu tư. Vâng, cảm ơn anh. Có một cái thống kê mà đâu đó nếu mà các quý anh chị nhà đầu tư có theo dõi sát sao ở dưới phim thì anh Phụ cũng đã đưa ra ở trong một cái buổi livestream và sau đấy được restream ở trên YouTube, đó là nếu như chúng ta có một cái kiến thức cơ bản về phân tích thì có thể đâu đấy ngay lập tức loại được khoảng 300 cho đến 400 doanh nghiệp khỏi cái danh mục của chúng ta mà không cần phải nghĩ đến, thì đó cũng là một cái chỉ báo quan trọng giúp chúng ta có thể, các nhà đầu tư có thể đánh giá là thực tế ra thì thị trường vẫn như vậy, doanh nghiệp thì vẫn như vậy. Và cái điều mà có lẽ là với các nhà đầu tư mà chúng ta nên tự trang bị cho mình kiến thức và hiểu biết trong đầu tư chứng khoán, đó cũng chính là cái quan điểm xuyên suốt của AZFIN trong suốt quãng thời gian mà hoạt động vừa qua. Thì không biết là anh Phục có thể chia sẻ thêm về cái việc là các cái kênh cũng như là cái cách nào giúp cho nhà đầu tư có thể chủ động trang bị kiến thức bảo vệ mình khỏi những cái gọi là rủi ro như thế. Vâng, về cơ bản là các nhà đầu tư của chúng ta kiến thức là tương đối yếu khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Thì đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho cái việc rủi ro hơn khi mà tham gia vào cái môi trường này. Và tôi nhận thấy như này, rất nhiều các nhà đầu tư họ sẵn sàng bỏ vào cả tỷ đồng đầu tư cổ phiếu cho dù họ chưa hiểu rõ về cái thị trường này. Đây là một cái điều gì đó có thể nói là rất là phi lý trí. Trong khi nếu mà họ đi mua một cái quần áo chẳng hạn, hay là một cái đồ dùng đó vài triệu, họ khi họ phải đắn đo đến cả vài ngày, cả tuần. Vậy mà họ sẵn sàng ném vào thị trường chứng khoán hàng tỷ đồng mà lại không tìm hiểu rõ, thậm chí kiến thức cơ bản nhất cũng không có, như doanh nghiệp đó làm gì, ở đâu và lãnh đạo doanh nghiệp đó là ai. Đó, điều đó thực sự là vô cùng là phi lý, nhưng mà nó lại diễn ra rất tràn lan. Thì cái câu hỏi anh Nam đưa ra cũng rất là thú vị, đó là làm sao để có thể học hỏi, nâng cao được kiến thức cho nhà đầu tư. Thì trước tiên đó là nhà đầu tư nên học hỏi từ những người giỏi nhất. Và những người đầu tư giỏi nhất ở trên thị trường chứng khoán là đó là tỷ phú Warren Buffett, đó là ông Peter Lynch, hay đó là ngài Graham, người sáng tạo ra cái trường phái đầu tư giá trị, hay là đó là các nhà quản lý quỹ nổi tiếng trên thế giới. Tức là như AZFIN là có cái cũng đã từng có một khóa học rất rõ ràng về quan điểm này, đó là đứng trên vai người khổng lồ. Và về cơ bản thì trước đây thì AZFIN cũng có một cái chương trình này gửi đến quý nhà đầu tư. Thì ở trên kênh của AZFIN Việt Nam thì cũng đã chia sẻ cũng khá nhiều các nội dung như là tìm sách nào. Ngoài ra thì nhà đầu tư để có thể đưa cái kiến thức đó vào trong thực tế đầu tư thì nó lại cần phải một quá trình dài chứ không hề ngắn một chút nào. Thì nhà đầu tư cũng nên gọi là đồng hành cùng một đơn vị nào đó có những cái chuyên môn sâu về đầu tư giá trị, để họ vừa ứng dụng những cái kiến thức họ đọc được vào đầu tư, vừa tham khảo thêm những cái kinh nghiệm thực tiễn, thực tế của những người như vậy, giúp họ có thêm những cái kiến thức và giúp họ chuyển hóa những cái lý thuyết ý thành thực tế, và từ đó họ vững tâm hơn trong việc đầu tư, và dĩ nhiên hiệu quả đầu tư trong dài hạn sẽ cao hơn, và kênh chứng khoán sẽ trở thành một kênh đầu tư tài sản của họ mang tính chất sinh lời cao và bền vững trong tương lai.
Trên góc nhìn của Nam thì em thấy thế này, thực ra mà nói thì cái việc mà trang bị những cái kiến thức cơ bản với các nhà đầu tư nó gần như là bắt buộc. Đâu đó là chúng ta cần biết là chúng ta thực sự đang làm gì, đang đi đâu, với ai. Đó. Tuy nhiên thì cái câu chuyện kể cả khi mà với các nhà đầu tư nghiệp dư cá nhân ấy, mà trong cái trường hợp kể cả không ngồi bám bảng, không ngồi trading lướt sóng, thì cái việc mà mọi người nếu mà phân tích các yếu tố cơ bản thì cũng cần phải biết về kinh tế vĩ mô, vi mô và rất nhiều thứ khác, thì đâu đó nó cũng là với đại đa số nhà đầu tư chắc là đây cũng là một điều rất khó. Đó. Chứ không phải nói gì đến cái việc mà để trang bị đầy đủ như các nhà đầu tư, các quỹ chuyên nghiệp. Đó. Thì như anh có nói đấy, với cái thống kê của Đại học Berkeley là với nếu thời gian đủ dài trong vòng 15 năm thì hầu hết nhà đầu tư cá nhân sẽ nhận được cái kết quả đó là thua lỗ hoặc là không chiến thắng được thị trường nói chung. Đó. Thì ở cái góc độ này thì anh thấy là với các nhà đầu tư nghiệp dư như vậy có cái cách gì nó dễ dàng hơn so với việc là tự mình tìm hiểu đó, hay là tự mình đánh giá cùng với những người khổng lồ như vậy, thì nó có cái gì nó dễ hơn, hay là trong góc nhìn của anh đấy, hay là AZFIN chúng ta có một cái quan điểm thì nó dễ hơn để cho nhà đầu tư làm được không? Đúng như anh Lam chia sẻ, dù nhà đầu tư cá nhân có tìm hiểu kiến thức thì cũng không phải ai cũng có thể thành công trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp để có thể ứng dụng và đầu tư thành công được. Thì một minh chứng rất rõ đó là ở trên thị trường quốc tế, ví dụ như các thị trường Mỹ, châu Âu, thì tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân là tương đối thấp. Thay vì việc trực tiếp tự đầu tư rất là vất vả, khó khăn, thì các nhà đầu tư này họ ủy thác cho các quỹ đầu tư. Từ đó, các quỹ đầu tư sẽ vận hành thay cho họ và họ tập trung vào công việc chính của mình để tạo ra một cái nguồn thu nhập tốt, tiếp tục tái đầu tư. Bên cạnh đó, đối với những nhà đầu tư lớn hơn, họ có hàng chục triệu đô ở Mỹ chẳng hạn hay ở châu Âu, thì thường họ thuê thêm gọi là các cái cố vấn tài chính để từ đó họ có thể tự vận hành cái đầu tư của mình coi như một quỹ nhỏ và họ tự chủ được trong cái vấn đề quyết định. Bên cạnh đó họ cũng nâng cao được thêm nhiều kiến thức nữa và từ đó làm chủ được kênh đầu tư. Thì ở Việt Nam thì nhà đầu tư cũng nên học hỏi theo những cái hướng đó thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Vâng, trên quan điểm cá nhân thì Nam cũng thấy là nếu xét trên góc độ của nhà đầu tư cá nhân đó, những người mà còn phải làm rất nhiều công việc khác nữa chứ không chỉ là đầu tư chứng khoán, thì đâu đó có thể nói là nếu chúng ta ôn in tất cả mọi thứ, tức là cái tài sản đầu tư của chúng ta vào kênh chứng khoán cổ phiếu thôi, thì nó cũng là một cái việc làm rất là rủi ro. Và nếu một cách làm tốt hơn đó là chúng ta cần nghiên cứu đa dạng một cách tổng thể về cái việc mà phân bổ cái tài sản của mình hay là đa dạng hóa danh mục đầu tư chẳng hạn với những cái kênh mà nó phi tài chính đó. Thì anh đánh giá về quan điểm này như thế nào và có thêm cái gợi mở gì thêm với các nhà đầu tư với những cái kênh khác hay không? Vâng, về cơ bản việc mà ôn in toàn bộ tài sản của mình vào đầu tư cổ phiếu ấy, không những các nhà đầu tư không chuyên, các nhà đầu tư cá nhân, mà thậm chí kể cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất, thì điều đó cũng gây ra rất nhiều những cái vấn đề rủi ro và áp lực đối với họ. Và chúng ta lưu ý như này, cho dù nhà đầu tư giỏi đến mấy thì cũng không phải lúc nào cũng đúng ở trên thị trường chứng khoán. Nếu mà họ cho tất vào tài sản như vậy, nếu xảy ra một cái trường hợp gọi là thiên nga đen, tức là những cái biến cố xấu bất ngờ xảy ra có thể khiến thị trường chứng khoán giảm 30-40% thậm chí 80-90%, thì nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng mất trắng mà thôi. Bởi vậy cho nên cái việc phân bổ tài sản là hết sức quan trọng đối với nhà đầu tư. Thì hôm trước thì cũng đã chia sẻ với nhà đầu tư ở nội dung thứ nhất, đó là nhà đầu tư cần phải phân bổ vào chứng khoán bao nhiêu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đó là kiến thức có tốt hay không, tốt thì mới nên phân bổ nhiều. Rồi đó là cái việc là họ có chấp nhận rủi ro cao không, nếu chấp nhận được rủi ro cao có thể phân bổ nhiều hơn một chút. Rồi đó là cái quy mô tài sản của họ như thế nào thì họ mới phân bổ một cách hợp lý. Và cái việc chúng ta đầu tư cổ phiếu thì cũng giống như là một kênh tài sản khác, như bất động sản, như vàng, hoặc như trái phiếu, hoặc như một số kênh nữa, thì chúng ta cần phải phân bổ một cách hài hòa hợp lý. Thì từ đó không những hiệu quả của chúng ta cao hơn mà cái rủi ro trong đầu tư của chúng ta cũng được đa dạng hóa và giảm thiểu một cách tối đa nhất. Từ đó mới có thể an tâm tận hưởng được cái thành quả cũng như kết quả trong tương lai. Về cơ bản thì trong nội dung podcast ngày hôm nay và những trao đổi của anh Phục và Nam như vậy, thì AZFIN rất mong là ở trong cái podcast này có thể giúp quý vị anh chị nhà đầu tư mọi người rõ hơn về cái quan điểm là
đầu tư chứng khoán ở Việt Nam thì tại sao chúng ta vẫn hay coi nó là một kênh mà rủi ro như là đánh bạc? Có thể giải thích được việc này thì sẽ giúp chúng ta có những cái góc nhìn nó rộng mở hơn và có cho mình những hướng đi mà nó làm sao để có mức độ an toàn và hiệu quả hơn. Đó, thì qua đó thì ở trong cái nội dung này, AZFIN cũng rất là mong muốn có thể truyền tải đi một cái thông điệp, đó là mức độ rủi ro nó cao hay nó thấp. Đầu tiên có lẽ sẽ là xuất phát từ chính tâm thế, cũng cách tiếp cận của chúng ta, cũng như là cái hiểu biết, cái kinh nghiệm của chúng ta với các cái kênh đầu tư, không chỉ dừng lại ở kênh chứng khoán hay là cổ phiếu. Và qua đó thì với cái tên của cái series là Quản lý gia sản cho người Việt, thì với những cái nội dung này cũng rất mong muốn là quý vị anh chị có một số những góc nhìn rộng mở hơn. Ở AZFIN cũng không chỉ muốn đưa tới những nội dung chỉ đơn thuần là chứng khoán hay cổ phiếu, mà ở đó chúng ta sẽ có rất nhiều những cái kênh đầu tư mà chúng ta sẽ trong thời gian tới quý vị anh chị sẽ cùng với anh Phục, cùng với Nam chúng ta tìm hiểu ở các tập tiếp theo của series Quản lý gia sản cho người Việt.